Và cuối cùng thì chúng ta đã về lại Vincom Canh Tân, lý tự trọng và đường Đồng Khởi. Lưu Bí Đôn chứ, Lưu Bí Đôn Canh Tân, Vincom. Ôi rất mừng, giờ đã không đi nghe bên kia thì phát xong. Rồi chúng ta, trước mặt chúng ta là điểm đến, những chiếc xe tour du lịch Sài Gòn, City Sài Gòn tour đã kết thúc. Trước quay về thủ là ngay nhà hát thành phố. Về điểm về đích thì xe đang đậu lại để chờ tour, tức là xe rất là nhiều nha bà con. Khoảng 40 phút sẽ có một chuyến đi, 40 phút sẽ có một chuyến đi. Đây, kết thúc lộ trình thì nó về chờ tour đây. Hotel Continental Sài Gòn. Và cái bên là Vietjet. Kết thúc lộ trình xe màu đỏ, xe màu hồng, xe màu tím tím. Có một điểm một thôi nha bà con, là ở nhà hát thành phố, trước cửa nhà hát thành phố thì lúc nào xe đậu như thế này. Anh em mà có muốn đi tham quan du lịch bằng xe buýt 2 tầng, một tầng lạnh và một tầng nóng, thì hãy đến điểm này trước cửa nhà hát thành phố, chúng ta sẽ được đi tham quan. Giá bình thường là 150k, nhưng mà ngày lễ hôm nay là Noel 2022 nên là lên giá 30.000. Rồi xin chào và kết thúc lộ trình của ngày hôm nay. Đây là chỗ của bác Tài. Chào bác Tài, ở dưới đây là phòng lạnh, ai thích lạnh thì xuống đây. Có nón để che nắng che mưa nha. Rồi chào bác Tài. Chào người đẹp nha. Rồi xin chào. Rồi. Tham quan thì hãy đến điểm này nha, chỉ có một điểm duy nhất thôi. Xe đậu đây và đi một vòng. Một vòng 1 giờ đồng hồ chúng ta sẽ được tham quan những cảnh đẹp nhất của thành phố Hồ Chí Minh, đường Lê Lợi và Đồng Khởi nha. Thì các bạn có hỏi là nhà hát thành phố ở đâu, là chúng ta sẽ được đến điểm này thôi. Đó, đây là cái nhà hát thành phố ngay góc Lê Lợi và Đồng Khởi. Điểm này là thì tất cả những xe taxi hay grab đều biết hết. Rồi xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh chị em và các bạn mình nha. Nếu có du lịch trên xe buýt thì hãy đến điểm này. Rồi xin chào hai anh em đi tiếp đây.